vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Quý vị thân mến, máy lọc không khí được tích hợp nhiều chức năng của các loại máy khác trong gia đình, không chỉ có khả năng lọc không khí, khử mùi mà còn có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và những người xung quanh. Và ngày hôm nay thì tụi anh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc máy lọc không khí với khả năng lọc bụi siêu bịt và có thể bảo vệ sức khỏe của cả gia đình bạn. Đó chính là một chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu Samsung với mã sản phẩm AX60R5080WDSV. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm sản phẩm này nhé. Máy lọc không khí Samsung AX60R5080WDSV có kết cấu vững chắc, màu đen trắng sang trọng. Máy thiết kế có thể đặt sát tường, tiện sử dụng và bảo quản. Bánh xe được giấu gọn bên dưới giúp cho thiết kế phù hợp với không gian sống. Thiết kế điều khiển cảm ứng với phần màn hình hiển thị sắc nét trên máy lọc không khí Samsung giúp điều chỉnh các chức năng dễ dàng. Cảm ứng độ bụi hiện đại laser BM phát hiện chính xác bụi đến các hạt nhỏ hơn đến 1 micromet. Đèn hiển thị chất lượng không khí bằng số và 4 màu sắc cho bạn theo dõi chất lượng không khí, sử dụng máy tiện lợi hơn. Máy có công suất 60W, cho phạm vi lọc không khí tối ưu lên tới 60m2, rất là thích hợp để đặt trong những không gian như là phòng ngủ, phòng khách hay là phòng bếp. Và với công nghệ thổi luồng gió 3 chiều thì cho bạn có thể tận hưởng được bầu không khí sạch và trong lành hơn. Hệ thống hút khí mạnh mẽ từ phía trước Front Air Inflow, quạt công suất lớn Power Fan nhanh chóng đẩy không khí đã lọc sạch đi mọi hướng nhờ 3 hướng gió thổi. Vì thế, không khí trong lành sẽ được phân tán nhanh hơn và rộng hơn. Với chỉ số CADR lên tới 467 m³/giờ, bộ lọc 3 lớp gồm màng lọc bụi thô có thể giặt được, xử lý tốt bụi bẩn, phấn hoa, lông thú cưng, màng lọc than hoạt tính khử mùi hôi, mùi thuốc lá, khí ga độc hại và màng lọc HEPA loại bỏ lên tới 99,97% vi khuẩn, bụi siêu mịn PM1.0 và PM2.5. Máy có chế độ tự động, sau khi mà đo lường độ ô nhiễm của không khí thì máy sẽ tự điều chỉnh công suất và tốc độ gió cho khả năng lọc không khí tối ưu hơn. Và ngoài ra thì với chế độ ngủ, máy sẽ thổi ra luồng gió nhẹ nhàng và màn hình hiển thị của máy thì sẽ tắt cho bạn một giấc ngủ có thể ngon và sâu hơn. Bên cạnh đó, đồng hồ hẹn giờ hỗ trợ lên lịch bật tắt máy lọc không khí giúp bạn không lãng phí điện năng. Khi máy cần thay bộ lọc thì màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy và báo hiệu rằng bạn phải thay bộ lọc cho máy. Tính năng khóa trẻ em ngăn mọi thay đổi ngẫu nhiên trong cài đặt hoặc các thao tác sử dụng không đúng cách. Ngoài ra, bạn có thể kết nối ứng dụng SmartThings, điều khiển máy lọc không khí từ xa, dễ dàng và linh hoạt. Đây là một sản phẩm hiện đại, tiện dụng với thiết kế đẹp, nhiều chức năng đa dạng và khả năng lọc không khí hiệu quả, mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của cả bạn và gia đình. Và để sử dụng sản phẩm này đúng cách thì chúng ta cần không che chắn quá nhiều đồ vật xung quanh máy, không đặt gần vật dễ cháy nổ, di chuyển nhẹ nhàng, không kéo đẩy mạnh tay, vệ sinh màng lọc, bảo trì định kỳ để máy hoạt động tốt hơn. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart với giá là khoảng 10 triệu đồng. Và ngoài ra thì bạn sẽ còn được nhận rất là nhiều những ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trong dịp đầu năm 2020. Tặng nồi lẩu điện đa năng Elmix trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng, tặng voucher mua sắm 200 ngàn đồng cho đơn hàng gia dụng trên 4 triệu, hỗ trợ lãi suất 0% và tặng thêm quà tặng 200 ngàn đồng. Hãy tham khảo sản phẩm và đặt mua ngay nhé! Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng truy cập vào website thegioidienmay.com, mediamart.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!